Thưa quý vị, năm 2022, thành phố Đà Nẵng thực hiện chủ đề năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, ngành du lịch vẫn được xác định là ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Để khôi phục ngành này, Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh đầu tư du lịch MICE, hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng, thông qua các chính sách thu hút các đoàn khách MICE. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thí điểm thực hiện chính sách thu hút các đoàn khách MICE trong năm 2022 để kích cầu phục hồi hoạt động du lịch, với các đoàn MICE từ 700 khách được chờ đón tại sân bay, nhận quà lưu niệm từ Ủy ban Nhân dân thành phố và bố trí xây dựng đường từ sân bay về đến khách sạn lưu trú do Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thực hiện. Ngoài ra, các đoàn khách có nhu cầu tổ chức sự kiện trên bãi biển sẽ được Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bố trí địa điểm cũng như hỗ trợ về an ninh trật tự và vệ sinh bãi biển. Với các sự kiện có yếu tố nước ngoài, Sở Ngoại vụ hỗ trợ đoàn trong việc cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian nhanh nhất. Theo đó, Đà Nẵng đã được chọn làm điểm đến cho sự kiện lớn của các doanh nghiệp. Đến giữa tháng 3 năm 2022, có ít nhất 3 sự kiện trên 700 khách công vụ được tổ chức tại thành phố. Đây là một cái điều rất là bất ngờ đối với Bảo Việt Nhân Thọ khi mà Sở Du lịch có đoàn ra đón và chúng tôi cảm thấy rằng là như là mình được chào đón ở một cái địa điểm mà chúng tôi sẽ có thời gian học tập nghỉ dưỡng trong vòng khoảng 4 ngày tại đây, thì thực sự là rất là vui mừng và rất là cảm ơn, gửi lời cảm ơn tới Sở Du lịch Đà Nẵng và các cơ quan ban ngành liên quan. Ngoài ra, các khách sạn khu nghỉ dưỡng 4 đến 5 sao ven biển Đà Nẵng được chọn là địa điểm lưu trú và tổ chức sự kiện cho đoàn như Sheraton Grand Đà Nẵng, Pullman Đà Nẵng, DLG, Paris Daily và Play Mason. Các công ty chuyên tổ chức sự kiện cho đoàn khách MICE đã phối hợp với các địa điểm này để lên giải pháp tối ưu nhất cho an toàn của sự kiện và đảm bảo sự kiện diễn ra tốt đẹp. Để mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc đón các cái đoàn khách MICE như thế này, thì kể cả là chi nhánh Đà Nẵng cũng như là ban lãnh đạo tập đoàn cũng đã có những cái chiến lược nhất định để chuẩn bị đón đoàn, từ đầu tư về trang thiết bị, nhân sự, con người cho đến những cái kế hoạch, những cái chương trình sản phẩm mới để phục vụ cho khách khi tới Đà Nẵng luôn luôn có sự đổi mới sáng tạo. Theo thống kê của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, từ khi khởi động lại chính sách MICE, Đà Nẵng có khoảng 16 đoàn khách MICE đăng ký đến thành phố, trong đó có đoàn lên đến 900 khách. Điều này cho thấy sự hiệu quả của chính sách MICE mang lại và tạo ra tín hiệu khả quan cho du lịch MICE nói riêng và du lịch thành phố nói chung. Là Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã xây dựng một cái lộ trình về kế hoạch truyền thông rất là rõ ràng và cụ thể, và theo đó thì cũng là phối hợp với các sở ban ngành, phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp chuyên phục vụ cái thị trường MICE để nâng cao cơ sở vật chất, để nâng cao cái đội ngũ nhân viên phục vụ trong cái ngành du lịch, đặc biệt là chính sách MICE, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là về sản phẩm dịch vụ để phục vụ cái đoàn MICE trong thời gian tới. Với việc tiếp tục đầu tư thí điểm thực hiện chính sách MICE Đà Nẵng, không chỉ thể hiện công tác phối hợp liên ngành mà còn là tinh thần quyết tâm và đồng thuận của toàn thành phố trong việc khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn.